cảm tạ Ngài, cảm tạ ban cho chúng con một ngày phước hạnh. Ngày hôm nay là ngày thánh của Ngài, cảm tạ Chúa. Cảm tạ Ngài, Ngài cũng đã đưa chúng con tới này, khách bạn bè thân hữu chúng con cũng tới này trong cái tay quyền năng yêu thương của Chúa. Cảm tạ Ngài, giờ này chúng con cũng ra mắt thờ phượng Ngài. Cảm tạ Chúa, xin Chúa ngoài ban thánh linh của Ngài ở cùng chúng con trong căn phòng này, ban thánh linh của Ngài trên ban thờ phượng chúng con, để chúng con hát thờ phượng Ngài cách mạnh mẽ. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Ngài, Chúa ngoài ban cho những người đánh trống, đánh đàn, người hát, ai được ơn cho mặt Chúa. Cảm tạ Ngài, xin Chúa ngoài đẹp lòng làm của lời chúng con, chúng con cùng nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Oh,
thiên tự. Đêm Chúa Giáng sinh chúng ta gọi là đêm thánh. Hãy thưởng thức cả ca đồn của Hội Thánh Thiên Thương với nhạc phẩm Đêm Thánh.
đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai con tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Giêsu ra đời như thế nào? Xin mời Russo sẽ cho chúng ta biết được lúc Chúa Giêsu lâm phận. Thank you.
Thank you.
dân Ngài. Chúng tôi là những người lưu vong mất nước. Chúng tôi đang bị phu tù, bị đô hộ, bị đàn áp, bị hiếp đáp khắp mọi nơi. Chúng tôi bị giết từng ngày. Từ vực thẳm, chúng tôi đau khổ kêu vang. Ôi Chúa, vì tội lỗi của chúng tôi mang trong người dòng máu phạm tội của Adam. Chúng tôi xây bỏ Ngài, thờ các hình tượng bằng đất vô tri. Chúng tôi mê đắm sự gian ác hơn là sự tốt lành. Chúng tôi xa bỏ luật lệ của Chúa. Ôi Chúa, xin thương xót chúng tôi, mặc dù chúng tôi phạm tội cùng Ngài nhiều lần. Bên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc tưởng niệm Sion. Chúng tôi treo đàn trên cành liễu ven sông. Làm sao chúng tôi hát được nơi đất khách quê người? Lạy Chúa, khi hồn con thất vọng, con nhớ Chúa. Nước gọi nhau trong thác lũ ầm ầm. Sóng thần lớp lớp phủ tràn thân con. Ngày ngày Chúa chan hòa nhân ái. Đêm đêm ca khúc dâng lên từ đáy lòng, như lời nguyện cầu Thiên Chúa của đời con. Chúa ơi, nhớ xưa con cùng cả rừng người đi diễn hành long trọng. Con đưa họ đến nhà Chúa, dâng những tiếng hoan ca chúc tạ. Người dự lễ đông như kiến cỏ, hoài niệm ấy làm tan nát lòng con. Con đường tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Thiên sứ Gabriel vào thành Nazareth, xứ Galilee, đến thăm Mary, là một trinh nữ đã hứa hôn với Joseph, thuộc dòng vua David. Đừng sợ, vì Thượng Đế đã ban đặc ân cho cô. Cô sắp có thai, sinh một con trai, và đặt tên là Giê-xu. Con trai đó rất cao quý, được xưng là con Thượng Đế. Thượng Đế sẽ ban cho Ngài ngôi vua David. Ngài sẽ cai trị dân Israel mãi mãi. Nước Ngài còn đến đời đời. Tôi là tôi tới Chúa, sẵn sàng vâng theo ý muốn Chúa. Xin Ngài thực hiện mọi điều Ngài truyền. Còn là trinh nữ, nàng chịu thai do Thánh Linh. Joseph, vị hôn phu của Mary, là người ngay thẳng, quyết định kín đáo từ hôn vì không nỡ để nàng bị sỉ nhục công khai. Đang suy tính việc ấy, Joseph bỗng thấy một thiên sứ báo mộng. Hỡi Joseph, con cháu David, đừng ngại cưới Mary làm vợ, vì nàng sẽ chịu thai bởi Thánh Linh. Mary sẽ có thai, sinh con trai và đặt tên là Giê-xu. Vì Thượng Đế đã chứ Ngài ra xiển xích tội lỗi, việc xảy đến đúng như lời Thượng Đế báo cho các nhà tiên tri khi xưa. Vì một trinh nữ sẽ có thai và sinh hạ một con trai,
đặt tên là Immanuel, có nghĩa là Thượng Đế ở với chúng ta. Joseph tỉnh dậy, liền theo lời thiên sứ dặn, cưới vợ về nhà, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Mary sanh con, đặt tên là Giê-xu. Thời đó, Hoàng đế La Mã ra lệnh kiểm tra dân số khắp đế quốc. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện dưới đời Quirinio làm tổng trấn xứ Syria và Do Thái. Mọi người phải về quê đăng ký. Vì Joseph thuộc dòng họ nhà David, nên phải từ thành Nazareth xứ Galilee về làng Bethlehem xứ Jude, quê hương của David, đăng ký cho mình và Mary, vị hôn thê đang có thai. Trải đường dài gió bụi, ngày nắng lại đêm sương, trồng rã mấy ngày đường, ồ, Bethlehem quê tổ, mình ngồi tới ngồi mặt xíu đi em. Một thị trấn giữa miền thôn quê, cỏ cây sơ sát cạnh thôn trang, khách qua lại bóng chiều tà, thị trấn rộn ràng, khách qua lại chen chân tìm quán trọ. Ngồi em sao thấy khó, muốn tìm nhà để được nghỉ ngơi, chân buốt đi mệt mỏi rã rời, mong sống được một nơi yên nghỉ. Mary hỏi xin em đừng nản chí. Ồ, xem kìa, một dãy nhà cao, đèn trong ngồi sáng tỏ như sao, ta mau đến tìm vào nơi chốn nghỉ. Mà đi nhé. Ông chủ ơi. Ai đó? Lão xin chào quý khách. Thưa ông chủ, chẳng dám nào. À, còn phòng trống cho bà chủ qua đem lệnh lão không? Người thì đông như kiến cỏ, phòng thì chật hết cả rồi, còn đâu mà dám nhận lời. Xin mời đi nơi khác dùng cho. Thôi mình đi em. Anh hỏi tay chân em muốn rã rời, bụng em đau quặn thắt từng hồi, mãi đến giờ chưa có chỗ nghỉ ngơi. Ôi phải chăng thai kỳ đã đến? Thôi em đứng đây chờ một lát, anh lại gần ông chủ một lần xem sao nhé. Ông chủ ơi. Ai nữa đó? Cái bác này, tôi đã nói là không còn chỗ nữa rồi mà, sao bác lại tới tìm tôi chi nữa? Một lần nữa xin mời bác ra khỏi cửa cho à. Thưa ông, giữa đêm đông lạnh lẽo, chúng tôi chưa tìm được chỗ nghỉ ngơi, thương người như thể thương thân, xin ông vui lòng giúp đỡ ạ. Phòng riêng ta nệm mắm chăn êm, thứ bần cùng ông chớ bận lòng, thà đuổi quách chúng đi cho rảnh. Thưa ông, xin ông nhường cho một chỗ xấu tốt chẳng dám này, bạn giá một chúng tôi chả ai, cảm ơn ông muôn thuở. Dạ, mà thôi được. Đây, tôi nhường cho một chỗ, nơi chuồng chiên thì tạm trú qua đêm, nhớ trả cho ta một chút đỉnh tiền, dọn luôn cỏ rác thì nghỉ đêm tạm được. Cảm ơn ông chủ ạ, cảm ơn ông chủ. Được. Dân đi trong tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ thuộc về bóng của sự chết. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta,
quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mơ lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Tại miền đó có mấy anh chăn chiên đang ở ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên. Thình lình một thiên sứ của Chúa hiện ra, hào quang Chúa chói lòa khắp nơi, họ đừng vô cùng sợ. Kinh hãi. Nhưng thiên sứ trấn an: đừng sợ, ta đến báo cho các ngươi một tin mừng. Tin này sẽ đem đến niềm vui cho mọi người. Đêm nay Chúa cứu thế, đấng cứu tinh đã ra đời tại Bethlehem. Các ngươi sẽ nhận ra Ngài khi thấy một em bé quấn khăn nằm trong máng cỏ. Thình lình vô số thiên sứ hiện ra, hợp với các thiên sứ ấy ca ngợi Thượng Đế. Vinh danh Thượng Đế trên trời, bình an dưới đất cho người thành tâm. Sau khi các thiên sứ lên trời, bọn chăn chiên bảo nhau: chúng ta hãy tới làng Bethlehem xem chuyện gì thiên sứ vừa cho biết. Chúng ta cùng đi. Đi. Phước hạnh thay muôn đời một thuở, Bethlehem tiếp rước con trời, nơi chuồng chiên máng gõ quạnh hiu chính là chỗ con trời giáng thế. Bên tai tôi còn nghe văng vẳng tiếng nhạc vàng rung động cả hồn tôi. Thiên sứ oai nghi áo mão chói lòa phán bảo chúng ta tìm nơi máng cỏ, rằng đêm nay tại Bethlehem ấp nhỏ một hài nhi vừa mở mắt chào đời, là chân vương Chúa cứu thế muôn loài, ban sự sống đời đời cho thế hạ. Ta mau đến tôn thờ con Chúa đời chân chiên kiếp sống cơ hàng, dâng đời ta lên cứu Chúa thiên đàng, làm sứ giả tin lành cho nhân loại. Thì đã muộn rồi ông ơi. Quỳ bên Chúa, con thành tâm hối cải. Nguyện từ đây trọng đời con, dù cỏ cây xanh rác có phai mòn. Trước Thiên Chúa đầy tình thương cao cả, gia đình con hết lòng cảm tạ. Trước thánh nhi cùng hai vị vào nhà, nguyện hết lòng phụng sự Giê-hô-va, cùng đi rao báo gần xa tin mừng. Một đêm đông Giê-xu hạ sinh, người sinh ra trong nơi cô quan vô sầu nào, mà sự quê hương vẫn lạnh cô liêu. Hoạt cảnh với tựa đề quán trọ Bethlehem. Xin quý vị cho một tràng pháo tay nữa để an sinh các diễn viên của chúng ta. Thank you. Diễn viên rất là xuất sắc. Mặc dù lính mới ra trường thôi quý vị. Hân hạnh được gặp tất cả quý vị trong buổi tối hôm nay. Cho phép tôi có đôi lời được gọi là lời kết để chúng ta có thể cùng suy gẫm một chút xíu. Chúng ta đã qua đây lâu rồi và đa số ít nhất cũng phải là 5-7 năm, hoặc là có người thậm chí tới 20-30 năm
có người lên tới gần 40 năm. Năm 2015 là đúng 40 năm ở gọi là hải ngoại trong cảnh viễn xứ. Đa số chúng ta đều đã move up, đều đã dời chỗ lên trên. Chúng ta không còn ở dưới downtown. Mặc dù một số đồng bào chúng ta vẫn còn ở dưới downtown. Và ngày hôm nay thì downtown có vẻ uptown, là bởi vì có không phải là nơi nghèo nữa, mà là nơi rất là giàu, bởi vì có những cái condo ở dưới đó rất là tốn tiền, rất là mắc, rất là đắt giá. Và thưa quý vị, một số rất là đông đã dời về những cái vùng ngoại ô, và Newmarket là một trong những vùng ngoại ô đó, đúng không? Quá đẹp. Tôi thưa quý vị, tôi cùng với lại anh em trong hội thánh đi gõ cửa nhà của một số đồng bào. Trong hai tuần lễ vừa qua, chúng tôi đi gõ khoảng chừng 30 mấy căn nhà như vậy. Và chúng tôi lòng hớn hở vô cùng, bởi vì cớ nhà nào nhà đó giống như là dinh la, giống như là biệt thự vậy đó, giống như là villa, dinh thự, biệt thự vậy đó. Và cảm ơn Chúa, đồng bào chúng ta ở đây very well, rất là well off, rất là đầy đủ, rất là sung túc. Thanks a lot to Magna International và những công ty khác ở trong vùng này. Kính thưa quý vị, có lẽ chúng ta đang ở trong cảnh sung túc vui vẻ, nhà cao, cửa rộng, gia đình ấm êm. Và chúng ta quên đi được rằng, trong thiên hạ, có nhiều người còn đang lầm lạc và khốn khổ. Thật ra, ở nhà cao cửa rộng không nhất thiết có nghĩa là không còn những cái cảnh lầm than hoặc khốn khổ. Có những nỗi khổ riêng của chúng ta mà có lẽ không bút một nào tả nổi. Nhưng mà đa số chúng ta ở đây có nhà cao cửa rộng rồi, chúng ta có lẽ quên đi cái cảnh trạng mà mình đã từng trải qua cách đây gần 40 năm trời, hoặc 30 năm, hoặc 20 năm. Cảnh trạng bị hải ngoại, những nước thứ ba như Mỹ hoặc Gia Na Đại, xù. Những nước đáng lẽ tiếp nối chúng ta mà không tiếp nối chúng ta. Chúng ta trải qua cái tâm trạng đã từng bị khước từ, đã từng bị chối bỏ, đã từng lâm vào cái cảnh mà Trần Quốc Bảo gọi là không còn mảnh đất để mà dung thân. Trần Quốc Bảo đã phổ thơ và nhạc lên và nói rằng: còn mảnh đất nào cho ta dung thân, còn hạnh phúc nào cho đời tị nạn, còn biển xanh nào chung thân lưu đầy, còn mặt trời nào soi sáng thế gian kia. Yêu quê hương, sao ta đành lìa bỏ? Yêu non sông, sao ta phải ra đi? Thân chim trời còn cần còn tổ, nhưng ta là người, sao không chỗ chung thân? Mới ngày nào, mới năm nào, chúng ta còn đang lê lấp ở trong những trại tị nạn cua đau bị đóng, xót lá hay Palawan. Ngày nào đó chúng ta vẫn còn bị hất hủi, bị Mã Lai tống ra ngoài biển lại. Quả thật, chúng ta đã từng trải cái đoạn đường không mảnh đất dung thân, phải không? Về phương diện nào đó, chúng ta thông cảm được với con trời giáng thế, với Đức Chúa Giêsu từ trời đã giáng thế làm người. Mà thi sử Huyền Giang đã mô tả trong dòng thơ tư tưởng rất là linh cảm. Ông thi sử Huyền Giang nói: gió lộng từng cơn qua vít vu, lòng tôi thầm nhớ Chúa Giêsu. Cũng trong băng giá mùa đông ấy, Chúa đến trần gian cõi mịt mù, tìm nơi nương náu chốn nương thân. Joseph, Mary bước giữa chiều quán trọ, nhà đông không chốn một, hai người lê bước quá thêm. Ngài đến và không một ai tiếp nhận Ngài giữa vòng đồng bào của chính Ngài. Món quà quý nhất mà quý vị có thể mua cho chính mình tối hôm nay
là mời Chúa vào lòng. Món quà quý nhất mà quý vị có thể tặng cho chính mình là Thiên Chúa. Thế giữa chân ô trần chẳng biết chi thiêng đàng vinh hiển. Người ơi mau thờ tôn Chúa, hòa vang muôn ngàn câu hát, hãy đứng ra hát chung tùng hãy đem giá vua trên muôn loài. Vì thế nhân nên Ngài giáng thế giữa chuẩn ô trần chẳng tiếng chi tiếng đàn vinh hiến. Người ơi mau thờ tôn Chúa, hòa vang muôn ngàn câu hát, hallelujah hát chung tùng lời thiên cha vô trên muôn loài. Vì thế nhân nên Ngài giáng sinh, hallelujah hát chung tùng lời khen cha vua trên muôn loài. Vì thế nhân nên Ngài giáng sinh. Ta đời, mặt ta tiếng vua muôn nôi. Vì
bao giờ thấy Việt Nam, chưa bao giờ về Hà Nội, chưa bao giờ về Sài Gòn, chưa bao giờ thăm xứ Huế, chưa bao giờ thấy Việt Nam. Tôi là con chim lạc bay từ muôn kiếp trước, tôi là máy bay gạt đời trên tha phương, quên trong tôi vẫn chưa. Ôi trời quê hương tuyệt vời nằm trên trang giấy, qua đời cả đau mẹ ơi chim bao nay núi sâu chúng chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ thăm xứ Huế, chưa bao giờ thấy Việt Nam, chưa bao giờ, chưa bao giờ, chưa bao giờ thăm xứ Huế. Tôi là con chim lạc bay từ muôn kiếp trước, tôi là máy bay ngàn đời tha phương, quên dòng tôi. Ai về quê hương nhằm dừng vài ba nhanh for Christmas and a happy new year.